Xin kính chào quý cộng đoàn, mời quý cộng đoàn theo dõi bản tin của giáo phận Bắc Ninh ngày 21 tháng 10 năm 2023. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi tại các giáo sứ; các giáo sứ hân hoan cung nghinh thánh giá giới trẻ giáo tỉnh; tâm tình tạ ơn ngày trầu lượt tại giáo sứ Ngọc Lâm; giao hữu bóng đá giữa hai đội; hội trưởng gia đình giáo sứ Hòa Loan và An bài; khóa thường huấn dành cho các nhà đào tạo liên dòng nữ miền Bắc. Giờ đây, chúng con xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm trên giáo vật miền quan họ. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2023, giới trẻ cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa giáo xứ Nam Viên đã đón thánh giá giới trẻ giáo tỉnh tại giáo xứ Dũng Vi. Vào lúc 15 giờ 30 phút, đoàn rước của giáo xứ đã khởi hành tới giáo xứ Dũng Vi. Sau lời tâm tình cầu nguyện của cha Du Xe Nguyễn Hoàng Ân, Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thắng cùng toàn thể mọi người đã nhận thánh giá về với giáo sứ. Dưới những tiếng trống, tiếng kèn ngân lên rộn rã, những lá cờ nhỏ xinh trong tay các em thiếu nhi, cũng như những vũ điệu của bài ca chủ đề. Sự hiện diện của cây thánh giá đã làm cho cuộc rước thêm phần long trọng. Năm ngày sau, tại giáo sứ Nam Viên, giới trẻ hai giáo sứ Đình Tổ và Dâu cũng đã cung nghinh thánh giá về các nhà thờ thuộc hai giáo sứ, đó là nhà thờ Dâu tứ cờ hướng đạo và cuối cùng là Đình tổ hành trình dước thánh giá hôm nay thật đặc biệt vì thánh giá đã hiện diện ở mảnh đất luy lâu với chùa dâu là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam thêm nữa Đình tổ là giáo xứ duy nhất trong giáo phận nằm trên mảnh đất nhãn lồng Hưng Yên dước thánh giá làm chúng con cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa vẫn đang đổ tràn trên chúng con dù là những mảnh đất cằn cỗi Ngày hôm sau, Chúa Nhật ngày 15 tháng 10, rất nhiều hoạt động đã diễn ra tại các giáo sứ trong giáo vận, như lễ bổn mạng giáo sứ Thiết Nham và bổn mạng hội Mân Côi các xứ họ. Tham dự thánh lễ và dân hoa kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo sứ Thiết Nham, mọi người được mời gọi chiêm ngắm chuỗi Mân Côi. Đó là một biểu tượng, một hành vi thật đẹp, giúp chúng ta có thể chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và suy ngẫm mỗi ngày. Vậy nên mỗi người tín hữu trong giáo xứ được mời gọi luôn yêu mến và cầu nguyện với chuỗi mân côi hàng ngày trong gia đình. Còn chị em mân côi toàn giáo xứ núi ô bao gồm các giáo họ, cổ pháp, sơn thủy và núi ô đã tập trung dân hoa cộng đồng và tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi tại nhà thờ giáo xứ. Hội Mân Côi giáo họ Sen Hồ, xứ Đạo Ngạn cũng mừng lễ bổn mạng vào tối thứ Bảy ngày 14 tháng 10. Vào Chúa Nhật ngày 28 thường niên, giáo sứ Ngọc Lâm cùng với quý dì dòng Phao Lô và Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống đã đại diện cho giáo phận Chầu Thánh Thể. Trong ngày chầu hôm nay, mọi thành viên trong giáo sứ đều đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên người giáo phận và giáo sứ thân yêu vẫn còn đang trên hành trình dương thế. Với đẩy dẫy những khó khăn, thách đố, xin Chúa luôn giữ gìn và ban sức khỏe cho mỗi người, cho đức giám mục, linh mục và các đấng bậc trong giáo phận. Xin Chúa cũng ban tinh thần hiệp nhất trong giáo phận để mọi người đều nhận ra mình là một phần trong thân thể của Chúa. Đồng thời, xin Chúa cũng ban cho những người đã được Chúa mời gọi vào cánh đồng truyền giáo luôn được ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành để chu toàn những sứ vụ mà bề trên giao phó. Kính thưa quý vị cộng đoàn, còn nơi vùng đất vải lục ngạn tại giáo điểm chủ giáo hạt Bắc Giang đã thành lập và ra mắt đoàn thiếu nhi thánh thể với tước hiệu là Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có cha tuyên úy liên đoàn, cha tuyên úy hiệp đoàn thánh tâm Bắc Giang, cha tuyên úy của sứ đoàn, quý trợ úy, quý trưởng của liên đoàn thiếu nhi thánh thể Du Xe Hoàng Lương Cảnh và hiệp đoàn thánh tâm Chúa Giêsu Bắc Giang cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân, giáo điểm chủ. Giai đoạn đầu có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất với tất cả thành viên của sứ đoàn, đặc biệt là phía ban điều hành, vì đây là nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria với sự dẫn dắt của Cha xứ, tinh thần phục vụ và sự đồng hành của hiệp đoàn, liên đoàn, xin chúc cho sứ đoàn thiếu nhi Thánh thể Đức Mẹ hồn xác lên trời, Chú, sẽ luôn phát triển về mọi mặt Kế đó vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, cha chính xứ Đa Minh Nguyễn Văn Bích đã chủ sự thánh lễ tuyên thệ và nhậm chức của Tân Ban Hành Giáo Giáo Họ Nhà Sứ Tiên Lục nhiệm kỳ 2023-2028. Trước khi bước vào thánh lễ, cha xứ Đa Minh cùng cha phụ tá Doan đã trao bằng mãn nhiệm cho quý Ban Hành Giáo đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong suốt 6 năm qua, chẳng thể nào kể hết những vất vả mà quý Ban Hành Giáo đã hy sinh cho giáo xứ. Sau đó, cha xứ Đa Minh đã chủ sự nghi thức tuyên thệ và trao bổ nhiệm thư cho quý tân ban hành giáo, bao gồm 19 vị, đã can đảm hy sinh, dẫn thân phục vụ nhà Chúa, nhiệm kỳ 2023-2028. Kính thưa quý cộng đoàn, vào thứ Hai ngày 16 tháng 10, Hội trưởng Hội gia đình giáo xứ Hòa Loan và An Bài đã giao lưu đá bóng. Nhằm tạo thêm tình liên đới và giao lưu gặp gỡ, buổi giao hữu bóng đá đã được tổ chức hiện diện trong buổi giao hữu có cha xứ An Bài, Hieronimo, Nguyễn Văn Tính, cha xứ Hòa Loan, cha Du Xe Nguyễn Văn Trường cùng sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân. Gặp nhau trong tình huynh đệ, mỗi cầu thủ tuy không chuyên nhưng đã mang lại những pha bóng đẹp và những giây phút hồi hộp, gây cấn cho người xem. Tiếp đến là tin giáo hội Việt Nam. Thưa quý vị, khóa thưởng huấn dành cho các nhà đào tạo liên dòng nữ miền Bắc diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại Nhà Trung Phát Diệm. Với chủ đề Đồng hành thiêng liêng và ơn gọi trong huấn luyện đời tu, khóa thưởng huấn do cha Mikae Trương Thanh Tùng dòng tên hướng dẫn với sự tham gia của 92 nữ tu thuộc 11 hội dòng, 4 hiệp hội, 1 tu đoàn và 1 tu hội ở miền Bắc. Trong đó, giáo phận Bắc Ninh có các gì dòng đức mẹ hiệp nhất? và Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống tham dự. Thưa quý vị, tiếp sau đây sẽ là tin giáo hội Hoàn Vũ. Kính thưa quý vị, ở Fatima Bồ Đào Nha, vào đêm ngày 12 tháng 10, hơn 180.000 người hành hương để cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và ở Ukraine, cũng như cho tất cả những nơi đang thiếu hòa bình. Đêm cầu nguyện được chủ trì bởi Đức Hồng Y Americo Aguirre, giám mục của Setúbal và chủ tịch ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 được tổ chức vào tháng 8 tại Lisbon. Trong bài chia sẻ của mình trước các tín hữu thuộc 35 quốc gia khác nhau, Đức Hồng Y đã nói, khi chúng ta nói về Fatima, chúng ta nói về hòa bình. Và thật đáng tiếc thay, đây là một món quà đang bị thiếu ở Ukraina thân yêu của chúng ta và ở đất Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta cùng cầu xin mẹ Maria ban hòa bình cho những nơi này và toàn thế giới. Giờ đây, xin mời cộng đoàn sẽ cùng lắng nghe Tin mừng Chúa Nhật 29 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông tức từ người, hai người đi trước vào tất cả các thành các nơi mà chính người sẽ đến người bảo các ông lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ gặt lúa về anh em hãy ra đi này thai sai anh em như chiên con đi bảo giữa bầy sói Đừng mang theo túi tiền Bao bị giày dép Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường Vào bất cứ nhà nào Trước tiên hãy nói Bình an cho nhà này Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an Thì sự bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn thức uống gì thì anh em dùng thức đó vì làm thợ thì đáng được trả công đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia và bất cứ thành đào mà được người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông anh chị em thân mến chúa nhật 29 thường điên giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng hay chúng ta còn gọi một cách rất bình dân là lễ khánh nhật truyền giáo và khi nghĩ như thế thì tôi thấy anh chị em đang thu hoạch lúa mùa ở một số nơi năm nay thì tuy không có năng suất nhưng lại được giá cho nên lúa đã chín thì nóng ruột gật lúa thuê máy để mướn người để làm cho thật nhanh hình ảnh đó ta thấy Chúa Giêsu cũng nói tới trong bài tin mừng hôm nay lúa chín đầy đồng mà thợ gật là ít. Anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gật lúa về. Rồi Chúa giêsu chỉ định 72 môn đệ khác. Như thế thì thưa anh chị em, Việc loan báo tin bừng, Gật lúa trong ruộng của Thiên Chúa không phải là một hai ông, Mà là tất cả các môn đệ, tất cả chúng ta. Việc loan báo tin mừng là của mọi người đã được rửa tội, không phải việc của ban loan báo tin mừng của mấy cha mấy thầy. Còn tôi thì chỉ đọc kinh ba buổi đi lễ chủ nhật, đóng góp một ít tài chính, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Ta nghĩ như thế thì thưa anh chị em rất là lệch lạc. Giao giảng tin mừng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ à, loan báo tin mừng các Giáo hội Đức Giáo hoàng Francisco rất thao thức về lệnh truyền này trong sứ điệp truyền giáo của năm nay. Lòng bừng cháy, chân bước nhanh trình bày hành trình trở về Jerusalem loan báo niềm vui đã gặp được Chúa Kitô phục sinh của hai môn đệ trên đường Emmaus vì thế mà thưa anh chị em giao giảng tin mừng không gì khác là loan báo một thiên chúa đang sống đang yêu thương hết mọi người một thiên chúa đầy lòng nhân ái chứ không phải là một ông quan tòa vì thế mà chúng ta xin cho mỗi người chúng ta thực thi sứ vụ loan báo tin mừng trước là bằng cầu nguyện Xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về Và xin cho chúng ta là thợ gặt Của tình yêu Thiên Chúa Yêu thương, tha thứ, sống quảng đại Đó là chứng từ truyền giáo tốt nhất Của mỗi người Kitô tô hữu trong cuộc sống Trong xã hội ngày hôm nay Kính thưa quý vị, chuyên mục tin mừng Chúa Nhật vừa rồi đã khép lại bản tin giáo phận Bắc Ninh tuần qua. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.